mềm Tia uh, Simulation ở đây chúng ta mô phỏng nó mô phỏng PC nó như nào thì trước tiên là chúng ta sẽ mở một cái project tạo mới một cái project lên đây là cái bản version 15.1 các bạn nhé Đấy, chúng ta tạo một project mới thì ở đây chúng ta là create new project mình đặt là simu chẳng hạn simulator được chưa cái part này là địa chỉ lưu cái cái project của bạn đây version Đó, cái quyền tác giả là Arthur admin grid rồi chúng ta sẽ diện config revise tức là chúng ta sẽ diện trong cái cái dự án ấy của chúng ta project của chúng ta chúng ta có những cái thiết bị gì thì chúng ta phải add new device vào được chưa à, chúng ta có controller là S7 1200 chẳng hạn ví dụ như ở đây mình sử dụng một con là 1212 cdc đây thằng cuối cùng này ví dụ chọn version là 4.2 4.0 4.2 đây mình chọn 4.2 to nhất ấn S thì các bạn có thể nhìn thấy thông số của con CPU này bao nhiêu đầu vào bao nhiêu đầu ra sinh hay suộc đấu như nào Rồi chúng ta sẽ vào Define config và chúng ta vào property general các bạn thấy địa chỉ chúng ta sẽ xem cái địa chỉ IP của con CPU này Ở trong mục uh, Profinet đây địa chỉ nó là 192.1.8.0.1 mặc định của nó chúng ta sẽ dùng cái địa chỉ này chúng ta sẽ mở một cái project mới đó à, trong một cái khối chương trình mới program block đây các bạn có thể viết một cái đơn giản là khi mà mà không on lên thì gì ạ mà một on mà không chấm không nhé rồi các bạn phải save nó lại nhưng mà khi mà các bạn muốn mô phỏng Các bạn ra ngoài màn hình bật này Đấy Các bạn có thể ấn vào cái nút nguồn Của cái S7200 Các bạn chọn S7200 nhé Các bạn ấn vào nút nguồn này này Nó sẽ tự động nó đang tìm địa chỉ IP ở đây Đấy nó thấy một con PC địa chỉ như này Chưa? À, bây giờ chúng ta vào cái project chúng ta Chúng ta download này Kích Mình ẩn này xuống nhé Kích vào cái CPU này Các bạn download này các bạn ấn rốt này đấy nó sẽ báo lỗi ở đây nó phát sinh ra một cái lỗi lỗi này là rất rất là hay ở trong cái phiên bản 15 này mà các bạn rất khó xử lý nó ghi là cái gì main on cannot be simulated đấy chúng ta tức là cái ở trong cái khối chương trình là ob1 của chúng ta ấy, property này chúng ta vào cái phần compilation đến nhẽ ra cái simulation này nó phải được check vào đây nhưng mà cái cái khi mà chúng ta chọn cái bật cái simulation này lên chúng ta không thể nào check được vào cái thằng thằng này được chưa không check được đấy chúng ta kích vào không được thế vậy thì phương án đưa ra là bây giờ chúng ta sẽ phải tắt cái thằng này đi được chưa các bạn làm lại là chúng ta kích vào cái cái project này các bạn trỏ vào cái gì ạ start simulation đấy sau này nó sẽ có một cái bước như thế này này enable simulation support đấy bây giờ nó mới hỏi chúng ta là tích nó có check vào đây không này chúng ta ấn ok này A starting simulation win disable as an online interface tức là khi mà mà chúng ta mua phỏng thì nó sẽ tự động là ngắt hết tất mọi cái nối in, uh, online với những thiết bị khác ok đấy nó sẽ tự động nó dò thằng này và nó bật thằng này lên và bây giờ chúng ta sẽ gì ạ sẽ ấn search đó ta tìm thấy con này và chúng ta unload và unload tiếp start module finish Được chưa? Thì cái module của chúng ta lúc này run và cái con PFC của chúng ta lúc này nó không không bị lỗi gì nữa và bây giờ chúng ta có thể ấn vào cái mắt kính này. Và chúng ta mô phỏng được. Đấy, các bạn thấy nhá được chưa modify này được chưa thì đây là cái cách mà chúng ta bật cái mô phỏng ở trong cái Tiapoto 15.1 này các bạn nếu mà các bạn bật ở ngoài màn hình lên là nó sẽ không được đâu nhá chúng ta phải làm như tôi vừa nãy là kích vào đây và kích vào cái start simulation nó sẽ hỏi chúng ta là on lên không đấy rồi cái video này mình xin kết thúc ở đây chào các bạn